Nghề mổ heo và cảnh tượng lúc cuối đời Sau năm 1975, với mục đích cướp nhà và ăn tiền hối lộ Nên quan chức địa phương đã đến nhà tôi Nói là gia đình tôi phải tăng gia sản xuất Nghĩa là phải làm ruộng hoặc có giấy chứng nhận đang sở hữu và canh tác ruộng giường Nếu không thì phải giao nhà cho nhà nước để được đuổi vào dùng kinh tế mới nhiều gia đình lối xóm khu nhà tôi đã phải hối lộ cho quan chức địa phương biết bao nhiêu cây vàng thì mới được yên thân ở lại. Có một vài căn nghèo nhất xóm, vì là dân thành phố không quen sống trong khu rừng thiên nước độc nên nhiều người bị chết trong đó. Gia đình tôi nhất định không hối lộ nên đã bỏ ra 10 lượng vàng để tôi mua một đám ruộng và cất một căn nhà trong ruộng ở một mình cho êm chuyện khu tôi ở làm ruộng là một quận nhỏ nơi đó tình cờ tôi có được một số các đàn em địa phương tự nhiên kết thân và tôn tôi làm đại ca mặc dù thân thể tôi không hề có một vết xăm trổ nào cả trong đám đàn em của tôi có tên úc là em út của gia đình có ba anh em trai nhà hắn coi như giàu có tiếng ở địa phương và làm nghề mổ heo bán heo sống và heo quay họ tự làm heo quay heo giao cho chợ bán và đồng thời cũng làm heo hoặc quay heo mướn mỗi ngày dĩ nhiên cả ba anh em của tý đều là cao thủ làm heo tí chỉ cho tôi coi một cây dao dài khoảng ba gang tay. Tí nói, đại ca, đây là cây dao đâm họng heo. Đại ca coi, mũi nó bén không? Tôi hỏi, ờ, dao đâm họng heo là làm sao? Tí đáp, em thì ít đâm họng heo, chỉ có hai anh của em là chuyên môn thôi. Tức là khi con heo cột trói nằm trên sàn xi măng, thì anh của em tới dùng cái dao này đâm một nhát một sâu vào cổ họng con heo thấu tim là heo kêu ọc 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 lên mấy cái rồi chết queo ngay mấy anh giỏi lắm chỉ đâm một cái thôi mà khi mổ heo làm thịt thì thấy vết cắt ngay tim heo mười con như một do đó đâm một nhát heo chết liền khỏi la hét khỏi dãy cây dao để đâm họng heo là chỉ dùng để đâm họng thôi, không dùng để cắt thịt gì cả. Vậy mà cây này lúc trước dài tới 7 tấc, mà riết rồi bây giờ ngắn đi mất 1 phần 3. Đại ca biết nó đã mần thịt biết bao nhiêu con heo không, phải tính tới hàng ngàn con đó. Sau đó, nhiều tối tôi ở nhà tí và đã nhìn thấy hàng đêm, anh em tí đâm họng heo và làm thịt heo y như tí kể cũng như chính mắt tôi nhìn thấy một vết cắt ngay giữa tim heo sau khi mổ heo ra. Có điều đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là hầu như 99,9% những người làm công việc đồ tể, làm thịt heo, bò hoặc chó chuyên nghiệp thì cái máu sát sinh của họ tự nhiên thấm nhuần vào bản tánh. Cho nên họ dễ dàng ra tay đâm chém người mà không chút ngại ngùng chính do đó ba anh em của tý được cả quận nể sợ vì hơi một chút là anh em tý giác dao đuổi chém người lung tung tại chợ nên ai gặp cũng phải đều ngọt ngào và nịnh anh em tý người ta nói đi với phật mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy nên đối với anh em tý tôi không thể là một thanh niên nhà giàu ở chợ, vào đây mua ruộng như dân địa phương sầm xì sau lưng tôi được. Mà để hàng phục những tay anh chị như gia đình tí Thì chỉ có cách hay nhất là đánh lộn hoặc phô diễn võ thuật Cho nên tôi bắt buộc phải xuất chiêu May mà có một hôm Khi tôi và các anh em tí cùng nhậu chung với đám thanh niên địa phương Ở hàng hiên trước cửa nhà bỗng có một con chó chạy băng qua đường và bị một chiếc xe đò nhỏ cán trúng. Xe chạy mất, còn con chó thì lết trên đường, rên sủa âm um sùm. Dĩ nhiên cả bọn tôi đều chạy ra đường và có người xách con chó vào và có tiếng cười sung sướng nói Hên quá, có thêm mồi nhậu nữa rồi, con chó này mà mần thịt thì cũng được một nồi đầy đó nghe. Vì anh em nhà tí lúc trước đã từng nghe tôi nói chống đối về việc ăn thịt chó nên nghe vậy anh của tý quắt mắt lên nói ngay tao đã nói là không ăn thịt chó nữa bữa nay mà thằng nào dám ăn con chó này thì tao chém chết mẹ lúc đó ai cũng đã kha khá say tôi sợ sẽ xảy ra chuyện quánh lộn nên vội đỡ lấy con chó và nói ê mày để con chó xuống đất để tao coi thử coi con chó tội nghiệp được đặt xuống lề đường và nó vừa lết lết, vừa khóc gâu gâu. Vì tôi thấy nó chảy nước mắt ra, không biết gì đau hay gì hiểu được có người muốn cho nó vào nồi. Tí nói, Đại ca, nó bị gãy chân sao rồi. Tôi lúc đó không biết vì tội nghiệp con chó hay vì nguyên nhân gì. Bỗng móc túi lấy điếu thuốc lá ra châm và hút nói Tụi mày im nghe Để tao khoáng cho nó Tí em giữ con chó cho anh Từ trước đến giờ Đám thanh niên địa phương Và kể cả anh em nhà tí Chưa bao giờ thấy tôi làm gì như kiểu này cả Nên cả bọn dội im lặng để xem Tôi vốn học bùa phép đã nhiều năm Nhưng anh em tí không biết Tôi rít một hơi thuốc dài nín thở dùng điếu thuốc thay nhang vẽ chữ phép trị bệnh sưng trặc trên đùi trái của con chó cách không khoảng một tấc xong thổi một hơi dài mùi rượu nồng nặc vào cái đùi chó sau khi tôi đã vẽ và thổi đến lần thứ ba thì phép lạ đã xảy ra con chó dục xoay người lại tự đứng lên xong cong đuôi chạy một cách bình thường như chưa hề bị gãy đùi. Nó cũng không thèm sủa cảm ơn tôi một tiếng nào, chỉ lo chạy vì có lẽ sợ cái thằng cà chớn hồi nãy đòi ăn thịt nó. Nhờ chuyện đó nên cả bọn thanh niên địa phương và anh em tí mới thấy phục tôi hơn. Khi cả ba anh em đều nể sợ mình, lúc đó tôi mới đem chuyện nhân quả của Phật giáo ra giảng giải cho họ nghe. Vì những lúc họ sắp sửa đâm họng heo là lúc đó tôi đứng âm thầm niệm chú giảng sanh. Ngặt cái là gia đình họ chỉ có một nghề làm thịt heo để sống. Nhưng sau khi nghe tôi nói, họ đã dẹp, không dùng đến cây dao đâm họng heo nữa, mà dùng điện. Tức là cột bó chân heo lại, nối một sợi điện dương vào chân heo, xong tạt nước vào để dẫn với điện âm là heo dãy chết ngay, không đâm họng nữa. Còn tinh tí, ngay lúc chưa dùng điện, nghe tôi, hắn đã không dám dùng dao đâm họng heo nữa. Một năm sau khi quen gia đình họ, tôi đóng ghe đi vượt biên không thành, nên hai năm sau tôi quay lại. Gặp nhau thì tí kể Đại ca hồi đó nói chuyện nhân quả đúng ghê. Ông anh hai của em sau này chơi ma túy, bị sốc thuốc rồi chết. Mà trước khi chết, con heo bị đâm họng kêu ọc ọc ra làm sao thì anh hai kêu y chang như vậy. Hơn nữa, ảnh cứ kêu y như bị thọc tiết suốt ba ngày ba đêm trong bệnh viện rồi ảnh mới chết. Em đứng nghe mà thấy sợ, phải chạy ra ngoài luôn. Ghê quá à đúng là quả báo nhãn tiền bây giờ ba em mới tin rồi và cả nhà em dẹp luôn không còn làm nghề giết heo nữa tuy không khá bằng hồi trước nhưng cũng không đến nỗi nào lạm bàn một bữa ăn thịt cá ê hề có lẽ là thú vui của đa số mọi người nhưng một chút vui thú đó phải đánh đổi bằng nỗi đau đớn khủng khiếp bằng mạng sống của những con vật kia linh hồn chúng lẽ nào không căm giận lẽ nào không đeo bám theo người đã giết nó ăn thịt nó để tìm cách báo thù xin bạn hãy ngẫm nghĩ điều này trước mỗi bữa ăn nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông thành đạt media vui lòng không sao chép với mọi hình thức giết heo tinh heo năm móng ba giò quả báo thảm khốc chuyện nhân quả có thật ở miền tây cũng như những du khách khác khi vào chùa mã tộc còn gọi là chùa dơi ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất miền tây Tôi hòa mình vào dòng người đi thẳng ra giường cây cổ thụ trong khuôn viên chùa để xem đàn dơi. Phải công nhận khu vườn dơi vô cùng kỳ thú với hàng ngàn con dơi khổng lồ treo lủng lẳng kín ngọn cây mặt gió thổi khiến cây cối ngã nghiêng mặt tiếng người cười nói rỗn rãng bên dưới đàn dơi vẫn ngủ ngon lành lấy sức sau một đêm miệt mài kiếm ăn ngôi chùa này là ngôi nhà an toàn nhất của chúng sau khi thăm thú đàn dơi tôi ngồi nghỉ nghỉ ở trái chính điện ngôi chùa trên bậc thềm một người đàn bà ăn mặc thời trang và một người đàn ông đang xì sụp chuẩn bị mâm lễ rất lớn gồm đủ tiền vàng gà luộc ngậm hoa đặc biệt một con lợn vàng mã to như thật xưa nay tôi chỉ thấy người đời làm vàng mã hình nhân ngựa rồng xe cộ máy bay tên lửa chứ chưa, chưa từng thấy làm vàng mã bằng lợn Tôi tò mò theo chân người đàn ông và người đàn bà này đi vòng ra phía sau chính điện chùa Mã Tộc. Họ đặt mâm lễ trước một ngôi mộ. Tôi thực sự bất ngờ khi sau chùa không phải là bảo tháp cất xá lị của các sư trụ trì như thường lệ, mà lại là những ngôi mộ được xây cất theo hàng lối, có cả bia. Từng kỳ cục hơn trên mỗi bia mộ vẽ hình một chú lợn rất béo tốt, đẹp mắt và trắng hồng. Có ngôi mộ ghi tên bà Hợi, ông Hợi, năm Hợi, phía dưới tên là tuổi tác, thời gian sinh tử. Khi người phụ nữ khấn giái xì sụp một hồi, thì sai người đàn ông quá vàng. Tôi rảo bước đi theo để bắt chuyện tìm hiểu. Anh này cởi mở cho biết như sau anh là em chồng của người đàn bà kia, vợ chồng anh trai của anh vốn là chủ một lò mổ lớn nhất gì thành phố Sóc Trăng. Mỗi ngày lò mổ của vợ chồng anh ta quá kiếp dài chục chu lợn. Vợ chồng anh ta là người kinh từ Bắc di cư vào, lại vốn vô thần vô thánh nên chẳng quan tâm đến chuyện lợn năm móng hay ba giò như lời đồn mà đồng bào Khmer ở đây thường kể. Lò mổ của anh này có bảy thợ, mổ lợn từ 3 giờ sáng đến 5 giờ thì thịt đã ra thịt, xương đã ra xương, lòng ra lòng để các lái buôn đến chở đi. Thông, Thông thường, anh ta cắt đặt công việc từ chiều hôm trước cho trưởng nhóm mổ nhóm thợ cứ tự động làm năm giờ sáng vợ chồng anh ta mới phóng xe đến để kiểm soát đầu ra phân phối cho các đại lý đến lấy hàng thế nhưng hôm đó vợ chồng anh này đến mà chưa con lợn nào được mổ đám công nhân ngồi hút thuốc lào uống nước chè chờ vợ chồng ông chủ tới ông chủ lò mổ hỏi lý do thì hai thợ mổ là người khmer bảo rằng cô hai con lợn đã thành tinh là do con người quá kiếp thành lợn nên không dám mổ. Quá ra, trong đàn lợn chuẩn bị mổ, có hai con lợn mà đồng bào Khmer ở đây gọi là lợn năm móng và ba giò. Mấy thợ mổ người kinh thì không hiểu gì, nhưng riêng hai thợ mổ người Khmer quê ở huyện Vĩnh Châu thì rất sợ hãi. Hai anh này còn đốt nhang cắm ngay cửa chuồng lợn Rồi khấn lấy khấn để Nhìn cảnh ấy, đám thợ còn lại cũng hãi Không dám mổ lợn, thống nhất chờ ông bà chủ đến giải quyết Giận, ông chủ lò mổ đã sai thợ mổ Mang chày cho ông rồi ông kêu nhóm thợ kéo lần lượt hai con lợn mà thợ mổ của ông sợ hãi lên bàn mổ. Ông chủ này vốn là thợ mổ lâu năm Nên mổ lợn rất thuần thục Mặc cho người vợ can ngăn Ông dung chày đập bóp một cái Chu lợn há miệng quay đơ Tay trái nắm tay Tay phải chích nhẹ Con dao bầu thấu cổ chú lợn Máu xối ồ ạt ra chậu Chú lợn thành tinh còn lại Cũng chịu chung số phận Để đám thợ không sợ hãi Ông trực tiếp cạo lông rồi chỉ nhoáng nhoàng thịt đã ra thịt xương đã ra xương mổ xong ông bảo đây nhé là lợn chứ không phải là người nhé đám thợ còn lại thấy với ông chủ thì chẳng sợ gì nữa riêng hai anh chàng người khờ me thì mặt mũi tái nhợt chân tay run lẩy bẩy như thể đang chứng kiến cảnh giết người phân xác vụ mổ lợn sẽ chỉ bình thường như vô vàng lần mổ lợn khác nếu không có sự kiện khủng khiếp diễn ra với ông chủ này. Ngay sáng đó, sau khi chọc tiết hai con lợn, năm móng và ba giò, trên đường chở vợ về nhà, chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe máy của vợ chồng anh ta, hất văng hai vợ chồng lên dĩa hè. Điều kỳ lạ là người vợ không hề say sát, nhưng ông chồng thì bất tỉnh, máu me dương dãi khắp nơi. Cũng ngay hôm đó, đám thợ bỏ việc hết, không dám làm việc ở lò mổ này nữa. Lò mổ đóng cửa từ đó. Ông chủ nằm viện suốt hai năm trời, tiêu tốn bạc tỷ mới đi lại cả nhắc được. Chuyện xảy ra đã bảy năm, nhưng vợ chồng ông chủ lò mổ vẫn còn hải hùng từ đó đến nay, cứ nhằm ngày rằm, bà vợ lại chuẩn bị lễ lạc, hương khói ở nghĩa địa lợn trong chùa Mã Tộc. Đã nhờ nhà chùa rước linh hồn hai chú lợn thành tinh mà chồng bà sát hại về ngôi chùa này để thờ cúng, khói hương, mong linh hồn hai chú lợn tha thứ. Nghe xong câu chuyện kinh hải về ông chủ lò mổ bị lợn thành tinh báo quán tôi vào chánh điện tìm gặp sư trụ trì tuy nhiên bữa đó thượng tọa kim rene trụ trì chùa mã tộc đi vắng chỉ có sư phó tú linh ở chùa tiếp khách sư phó tú linh bảo rằng những chuyện đồn đại sợ hãi về những chú lợn năm móng ba giò có rất nhiều chuyện này bắt đầu bởi một quan niệm mang tính chất tâm linh của người khmer về những con lợn quái thai người khmer tin rằng những con lợn có năm móng năm móng chân thay vì bốn móng như thông thường hoặc ba giò một chân móng đen một chân móng trắng gọi là lợn ba giò chính là cốt tinh của con người người ta đồn rằng nếu gia đình nào nuôi phải lợn này thì sẽ gặp chuyện lục đục chẳng lành còn nếu giết lợn thì người giết lợn thậm chí cả nhà người đó sẽ phải đền mạng Nhà nào có lợn này Muốn bán cũng không ai mua Cho cũng không ai dám lấy Cứ phải nuôi Tới khi nó chết Thì đem đi mai tán cẩn thận May ra mới thoát nạn Sư phó Tú Linh kể Ngay tại ngôi chùa Mahatup Cạnh chùa Mã Tộc Cách đây 10 năm Có một ông đang ngồi câu Thấy một con lợn vừa to vừa béo thủng thẳng tiến lại gần chừng con lợn này đeo một chiếc vòng bạc nhìn qua ông này biết con lợn là loại quái thai năm móng được gia chủ cho chiếc vòng bạc rồi thả rông Ông cứ lang thang xin ăn khắp nơi vốn vô thần vô thánh lại đang lúc đói túng ông ta liền dắt lợn về chọc tiết ăn không hết ông ta đem bán ngoài chợ không ai biết đây là thịt lợn năm móng nhưng cứ như có ma cả buổi chợ không ai tiến lại chỗ ông ta hỏi mua thịt lợn ngay đêm hôm đó ông tự dưng bần thần đôi mắt từ đời đẫn chuyển sang dài dại rồi điên khùng luôn vợ chồng con cái sinh ra lục đục đánh nhau cãi nhau chí chóe ông này điên khùng một thời gian thì lăn ra chết sau vụ ấy người dân trong làng nhìn thấy lợn năm móng hoặc ba giò đi dọc đường là kính cẩn chắp tay hành lễ bà cụ là phật tử quét dọn trong chùa mã tộc cũng kể lại một chuyện không kém phần kinh hoàng cách đây bảy năm một ông chủ lò mổ chở đến chùa xác một con lợn vừa bị chọc tiết máu vẫn chảy lòng ròng Ông chủ lò mổ này cùng gia đình vừa khóc vừa lại, mong nhà chùa quá giải kiếp nạn vì lỡ mua và giết một con lợn năm móng. Số lạ đám thợ mổ của ông không để ý, đến khi chọc tiết làm lông xong mới nhìn đến móng chân nó và đếm thấy có năm móng chứ không phải bốn móng như thông thường. Nhà chùa lúc đó cũng làm lễ quá giải. Anh này cũng xây mồ chôn lợn tử tế nhưng rồi anh ta cũng không thoát được sự báo quán của con lợn thành tinh này hiện anh ta đang bị tâm thần suốt ngày lang thang ở thành phố sóc trăng còn vô vàng chuyện quan đường liên quan đến lợn năm móng ba giò báo quán hại người có thể những câu chuyện họ kể đều là theo dệt suy diễn nhưng có một thực tế mà ai cũng lấy làm lạ Đó là người Khmer dùng sóc trăng Coi loài vật này như ma quỷ hiện hình Heo hiện hồn báo quán Câu chuyện này mang ý nghĩa về sự giác ngộ và lòng từ bi Qua giấc mơ của sư cụ Linh hồn người đàn bà trong con lợn cái Đã cầu xin sự cứu giúp để bảo vệ con của mình khiến bác đồ tể nhận ra sự tàn nhẫn trong nghề nghiệp của mình. Sự việc này đã làm cho bác đồ tể hối hận, thức tỉnh và quyết định từ bỏ nghề giết mổ để tránh tạo thêm nghiệp ác. Cách đây đã lâu, có một bác đồ tể chuyên mua heo về giết thịt để đem bán ở chợ. Nhà bác ở bên cạnh một ngôi chùa ở Biên Hòa. Hằng ngày vào lúc mờ mờ sáng là lúc sư cụ bên chùa theo lệ thường thức dậy tụng kinh. Và cũng theo lệ thường, sư cụ thúc chú Tiểu dậy gõ một hồi chuông mai. Bây giờ cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết lợn. Cho nên bác ta cứ quen lấy tiếng chuông chùa làm chừng thức dậy và làm việc hàng ngày. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nấy không bao giờ sai lạc. Một đêm nọ, sư cụ nằm mơ thấy một người đàn bà dắt năm đứa con nhỏ đến trước mặt mình, rồi giấy lấy giấy để, miệng nói, Xin cứu mạng, xin cứu mạng. Rối rít, sư cụ hỏi người đàn bà, a à di đà Phật, cứu mạng là cứu thế nào? Bận tăng phải làm gì đây? Người mẹ có điệu bộ hải hùng ấy trả lời, Ngày mai, xin hòa thượng hãy cho đánh chuông chậm lại như vậy mẹ con chúng tôi rất đổi ơn Nhà sư tỉnh dậy không hiểu thế nào cả Nhưng tờ mờ sáng hôm đó Dân theo lời báo mộng Sư cụ chỉ lâm râm đọc kinh cầu nguyện Mà không thúc chú tiểu dậy thỉnh chuông Lại nói chuyện hôm ấy Bác đồ tể ngủ một giấc ly bì Mãi đến lúc mặt trời lên chừng một cây sào Tiếng chuông chùa mới bắt đầu gian rền Làm cho bác giật mình choàng dậy thấy trời đã quá trưa bác không dám giết lợn như thường lệ vì nếu làm thịt thì khi mang ra tới chợ chợ đã vắng người rồi tức mình vì lỡ mất buổi chợ bác ta lật đật sang chùa trách sư cụ sư cụ cho biết câu chuyện nằm mộn đêm qua để phân trần với ông hàng xóm không phải lỗi tại mình nhưng lúc bước chân về chuồng lợn của nhà mình thì bác đồ tể ngạc nhiên thấy con lợn cái trong chuồng mua ngày hôm qua toàn giết thịt sáng đó đã đẻ được năm con lợn con vừa mừng vừa sợ bác ta kể cho mọi người biết sự việc lạ lùng đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con lợn đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết tự nhiên bác đồ tể đâm ra suy nghĩ Bác thấy bàn tay của mình đã từng giấy máu biết bao nhiêu là sinh mệnh. Trong một lúc hối hận đến cực điểm, bác ta cầm cả con dao bầu chạy sang chùa, bộc bạch nỗi lòng với sư cụ. Bác ta quả quyết cắm con dao của mình trước sân chùa, thề trước Phật đài, từ nay xin giải nghệ. Buôn bán động vật khiến gia đình luôn xào xáo. Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thổ lộ nỗi khổ sầu của mình. Ông kể, trước đây tình cảm mình và bà xã rất tốt, nhưng kể từ lúc sinh đứa con thứ nhất thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy thất thường, hay kiếm chuyện gây gỗ làm khó, thường cãi nhau ầm ĩ, có lúc còn đánh cào cấu làm ông bị thương khắp mình mẩy mặt mày. Trong lòng ông dù rất tức giận, nhưng từ thở nào giờ chưa từng đánh trả lại cũng không hề có tâm quán giận bà. Sau khi bà sanh tiếp đứa con thứ hai, diễn biến càng phức tạp, thê thảm hơn. Tới mức ông không thể bước vào nhà vì luôn xảy ra xung đột ẩm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ ông phải xin nghỉ hưu sớm trước đây quá phiền não ông đã quy y phật môn nghỉ hưu rồi thì dọn đến chùa ở do lương hưu ít trừ giữ tiền ăn ra còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học nhưng số tiền lương ít ỏi càng khiến cho bà nổi cáo hung tợn hơn hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình không dám đi bệnh viện vì không có tiền con cảm thấy thế giới này quá khổ xin hòa thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng ông khẩn thiết nói sư phụ im lặng lắng nghe rồi lên tiếng kiếp trước ông sống bằng nghề buôn heo ông đem heo nái nhà mình đi phối giống hễ sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền từng lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết khiến con heo mẹ nếm đủ nỗi khổ đau mang thai, luôn sinh sản và đau nhói lòng trong từng đợt dĩnh biệt con. Ông phải biết động vật và người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã ghim hận, ôm lòng quán hận ông đến tận cùng. Thêm nổi đến khi nó hết sinh sản được nữa thì ông đem bán vào lò mổ. Ông thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền. Phúc Lâm Chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có thể dễ dàng bỏ qua tội này cho ông được sao? Chính vì vậy mà đời này nó đã tìm đến nhà ông cùng chung sống với ông để mà báo quán. Vị cư sĩ lắng nghe chăm chú xong, tỏ vẻ hưng phấn, nói Còn phải làm sao để qua giải mối quan cừu này? vậy con xuất gia hẳn có được không sư phụ xuất gia ư ừ, ông không làm nổi vì quá quyến luyến yêu mến các con chỉ cần vài ngày không gặp chúng là ông ăn không ngon ngủ không yên rồi có đúng vậy không dạ đúng thế sư phụ mà con ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ cho nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi Lúc đó cảnh ngộ của ông sẽ còn thảm hơn hiện giờ Vậy như vậy con phải làm thế nào bây giờ? Hòa thượng cười cười bảo Có thật là ông muốn quá giải quan cừu chăng? Dạ con muốn lắm Xin sư phụ chỉ giúp cho con Thế thì bây giờ ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện Chấp nhận hết Nhân mình đã gieo thì giờ quá đến phải hiểu mà chấp nhận nó thì mới mau hết, dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi cũng không mắng lại. Khi về nhà, dù nghịch cảnh hay thuận cảnh thì ông cũng bình thản mà đón nhận, cam tâm tình nguyện vì bọn họ phụng hiến chân thành sám hối lỗi xưa, hậu quá giải lỗi lầm nghiệp chướng đã gieo xưa. Ngoài ra, hàng ngày ông còn phải kiên trì tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho heo mẹ và các đứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi ngoài việc phụ giúp lo việc nhà ra ông phải dốc sức tụng kinh bái sám làm được như vậy thì cũng giống như xuất gia ông có đủ lòng tin không dạ có vậy thì tốt cứ kiên trì học hành như thế thì lâu bền ông sẽ giải được oán hận của quan gia làm nghề giết mổ muôn thú gieo ác nghiệp rất nặng người hành nghề giết mổ sẽ chịu quy luật nhân quả ngay hiện kiếp phải đối mặt với bệnh tật và cuộc sống gia đạo không được hạnh phúc đối với các kiếp sau họ sẽ phải đọa thành muôn thú trong nhiều kiếp số kiếp tương ứng với số lượng con thú bị họ giết nghiệp đổ nghề mổ gà Chị Giang và chồng là anh Thắng làm nghề mổ gà thuê. Hai anh chị gom góp mở một cửa hàng nhỏ nằm cạnh khu chợ ồn ào đầu phố. Có lẽ người ta đã quen với hình ảnh chị mắc ngược con gà lên giá. Kéo đầu nó vào ống rồi túm lông cổ, cắt tiết. Có bận, con gà chưa chết hẳn. Khi lôi ra vẫn giấy đành đạch, nhưng chị cầm cán dao bổ đánh ác vào đầu nó làm nó chết luôn. Cho đến một ngày không còn thấy cửa hàng chị mở cửa, ban quản lý chợ mới tổ chức cho vài người ghé thăm. Chị ốm liệt giường, cứ miên man không biết trời đất gì cả, nằm lặng một chỗ, nhưng trong thâm tâm chị thấy hối hận và xấu hổ. Chị nói: Nửa đêm nhìn thấy một con gà trống to ngang ngửa căn nhà cấp 4 nó đứng trong sân nhà và sau lưng là hàng gián con gà khác. Cứ hoàng quát kêu như muốn chị phải phát điên lên. Không những thế, con gà nó cứ mổ cồm cộp xuống nền đá qua cương nhà chị. Từng viên gặp dưới cái mỏ cứng của nó như dùi, bị nó lật tung, lộ ra những mảng đất cùng với bê tông lẫn lộn. Câu chuyện quan tưởng đến nỗi mấy thằng con trai chúng tôi đã lập ra một bốc chát riêng. Đem nó ra làm trò đùa rồi cứ nắc nẻ mà cười với nhau. Ấy vậy mà vài ba hôm sau, chị quá điên thật. Tôi nghe tin vội vàng thoát khỏi bốc chát, sợ tím người, đứng im trong góc nhà, không dám ló ra xem. Nhà chị sát nhà tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng cái dạo chị khỏe, anh Thắng không bao giờ cho chị bước chân vào nhà tôi dù chỉ một bước. Tôi cũng không biết lý do tại sao. Dù gì bây giờ chị đã phát bệnh nên cả nhà tôi cũng cân đường hộp sữa kéo sang. Khi vừa nhìn thấy tôi, chị Giang lao dục đến, cầm cái nón mê rách, rồi cứ thế đập vào tai, bụng, rồi liên tục quát. Tôi là thằng hỗn láo, dám cợt nhã chị không rõ làm sao mà chuyện ấy chị lại biết. Có bận tôi ngủ trong phòng, bây giờ tỉnh dậy đã là nửa đêm, vừa đưa chân xuống giường tìm dép thì chị đã thở hồng hộc rồi bỏ lê bỏ lết từ gầm giường ra, nắm lấy chân tôi kéo mạnh về sau. Đêm ấy tôi đã ngã đập đầu vào thành giường, phải khâu bốn mũi cũng như cạo trọc đầu. Vì thế cho nên mỗi khi gặp chị, tôi chỉ biết cúi đầu đi thẳng còn chị thì cứ nhìn tôi rồi cười một cách quỷ dị từ lần chị lén vào phòng tôi đêm ấy tôi trở nên sợ hãi và hoảng loạn khi nào đi ngủ là tôi chốt cửa cứ tưởng mọi chuyện êm đẹp cho đến khi lại mở mắt giữa đêm khuya vì tiếng gõ mở cửa nhưng không thấy ai thì ra là ở cửa sổ ban công đối diện với nhà anh chị tôi tiến đến gần kéo phăng cái rèm cửa rồi cứ dậy mà chết đứng tại chỗ mắt mở trân trân nhìn thẳng vào chị giang bấy giờ đang dí sát mặt vào ô cửa kính nhỏ đen thui tôi sợ đến nỗi cuốn cuồng lên cứ ú ớ nhưng không bật được câu nào khỏi cổ cho đến khi da vào cái bình hoa sứ làm nó rơi xuống đất dở tan thì bố mẹ mới huỳnh huỵch chạy lên mẹ tôi đã thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Chỉ còn lại bố cùng tôi ngồi bệt trên sàn nhà, nhìn nhau sợ hãi. Cứ ngồi dậy hơn 30 phút, chị mới lùi cái mặt ra, nhảy tót từ ban công nhà tôi về nhà chị, nhưng cũng không quên dãy tay với tôi. Đêm đó, cả nhà tôi thức trắng. Bệnh của chị ngày càng trở nặng, mái tóc dài đã rụng bằng sạch, những vết cắt vết cào cứ thế mà lộ rõ trên da thịt. Trưa hôm ấy, trước con mắt chứng kiến của hàng chục người đến thăm, chị tưởng chừng như sắp chết, bỗng ngồi bật dậy, chạy thẳng xuống bếp, rồi cầm con dao to, cứa một đường dài dầu cổ, lộ cả những mớ hỗn độn xanh trắng bên trong. Máu tươi cứ thế phục ra, như những cái lỗ trên đoạn dây ống bị thủng, chảy xối xả. Đúng 5 phút sau, trên đường đến bệnh viện thì chị chết. Cái chết của chị lại là chủ đề để mấy bà bán nước đầu đình bàn tán. Người ta kể với nhau rằng đây là nghiệp mà chị phải trả. Nhưng gánh chịu khủng hoảng nhiều nhất có lẽ là gia đình tôi. Đêm nào cũng nghe tiếng cục tác cục tác ngay sát ô cửa mà không dám mở ra. Thế còn chưa hết, cứ tầm chập tối là những giòi nước trong nhà anh chị lại mở rào rào, cái tivi thì tự động chuyển kênh liên tục. Kinh khủng hơn, có lần trong một đêm trăng sáng dằn dặt, tôi đã tận mắt thấy chị ngồi trên mái nhà với tư thế của con gà. Hai tay kẹp chặt vào nách, chân ngồi xỏm mà mồm cứ chu ra rồi bổ vào khoảng không trước mặt. Cũng trong phiên chợ một tuần sau đó, anh thắng mua tiền vàng về cúng hết tuần cho vợ thì bị một thằng ngáo đá chém chết nó cứ ngồi giữa chợ cưa đi cưa lại cái đầu rồi chĩa con dao to bản về phía công an mà hét lớn trả mạng cho tao cái vết cứa cũng tại vị trí như trên cổ chị và cho dù có lấp liếm bao nhiêu đi chăng nữa tất cả phải thừa nhận một sự thật rằng nó y hịch cái vết cắt trên cổ những con gà mà anh chị mỗi ngày giết cả trăm con cũng không ghê tay hôm qua một cô gái từ đông hoang gọi điện thoại tới ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh tôi hẹn cô tuần sau nghe vậy cô tỏ vẻ rất sốt ruột nói không được ông đặng ơi xin hãy làm ơn ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm. Bèn hẹn cô ngày mai. Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn. Cô kể mình họ thẩm. Tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp. Quá ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi. Cô thẩm là người thật thà chất phát, lớn lên ở miền quê. Cha mẹ đều là nông dân, cô có một em trai và một chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc. Vì 8 tuổi mới đi học, nhưng cô không thể viết chữ. Do vậy mà cha mẹ không thương. Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt, nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô. Cho nên, từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận quán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm, trước đây gan hay bị đau, cô có trí nhớ cực tồi. Cô đã đến chùa làm công quả 2 năm, được người dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở, ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. Tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên, tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thật sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tâm lắm. Có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10 thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được nên không bị xâm hại khi cô thẩm thấy đến đây thì lộ vẻ rất hối hận cô bật khóc lệ tuôn đầm đìa tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi toàn thân phát run tôi hỏi chuyện gì khiến em sợ dữ vậy cô đáp bằng giọng trẻ thơ đầy sợ sệt nói cha đang đánh tôi ký ức ấu thơ đang ùa về cô miêu tả cha hay đánh tôi lắm ông dùng roi quất vào bắp chân rất đau Cô vừa khóc vừa kể Tôi hỏi tiếp Hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất Một lúc sau Cô đột nhiên bật khóc Hét to lên Mẹ cứ xử thiên dị không công bằng Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt Nên chẳng thương Hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị Và em trai chứ không cho cô Tết đến Chị và em cô được may y phục mới Nhưng cô thì không khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười. Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt hai mươi mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt. Tôi hận họ, hận chết đi được. Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn hai năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô Thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đau ôm quán hận thâm sâu. Vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên quá giải quán hận, cô bật khóc to. Những quan khuất và quán hận quá thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra lộ vẻ thanh thản tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ tế ra vào một đời nọ tại triều thanh cô là một phụ nữ nông thôn có hai con trai con cả năm tuổi con út ba tuổi chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền kiếp đó cô đối với hai con trai không tốt nhất là đối với con trai đầu, cô rất ghét bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. Hai con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiếng sau về kiếp trước nữa, thì cô thẩm nhìn thấy vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa. Lúc đó trời chạng dạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt, thường hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô. Cho nên vào kiếp đó cô cũng rất quán hận cha mẹ. Cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai, Lẽ nào đây là chân tướng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngừng báo quán, đền bồi, dày dò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh. Tình hình cô thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết quán hận cư mang trong lòng, thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật giáo thuyết giảng Đời đời yêu, quán tình, thù Xui ta tìm nhau đòi nợ, đền nợ Tâm báo ân, báo quán không ngừng tái diễn Luôn lưu không dứt Tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh Sớm thoát ly luân hồi thống khổ vĩnh viễn sống trong tri ân, hạnh phúc Trong quá trình thôi miên Tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô Thẩm nữa lần thôi miên đầu kết thúc cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai chuyện ngoài sức tưởng phát sinh cô thẩm nói hình như có gì đang ở trong ngực trong não tôi tôi liền hướng dẫn tiếp tục thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông nghe rất hung ác tôi vội hỏi bạn là ai ta là kẻ bị tên này sát hại giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ, vậy rút cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời tống. Lúc đó cô Thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô Thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá Ta muốn giết tên Khang Vì sao muốn giết Y rất đáng chết Vì dám khởi ý phản bội Mưu tính lấy đầu ta Tẻ ra Tên Khang là quan thuộc hạ trong triều Đang âm thầm liên kết với nhiều người Để làm hại ông Khánh Do đã biết trước Nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ Xông vào nhà Khang Giết sạch toàn gia hơn 300 người Riêng thuộc hạ Khang Bị Khánh đâm trúng tim mà chết còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng dông Vì vậy kẻ gá vào ngực hành hạ cô thẩm chính là Khang Do hắn bị đâm trúng tim chết Nên bây giờ trả thù bằng cách hành đau nơi ngực Còn hai dông bị chặt đầu thì gá vào não cô Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu Số thì gá vào tay phải Vì lúc tàn sát họ cô cầm gươm bên tay phải Cô thẩm đến 8 tuổi mới đi học nhưng không thể giết chữ. Trí óc không thông minh linh hoạt, tim thường bị đau là do có liên quan đến vụ đại thám sát 303 mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô thẩm. Hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hãy muốn giết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cô ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận quán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ quá giải. Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít dông linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm quán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên hầu có thể giúp hai bên hóa giải hận thù lần này cô thẩm kể kiếp đó vào triều đường cô là một phú ông họ trương khoảng ba mươi mấy tuổi rất giàu có đông người hầu hạ thành lình một hôm nọ có ba người bịt mặt dẫn theo mấy mươi người tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của trương phú gia để cướp nhưng ông trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết mà toàn gia ông hơn trăm người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu khi cô thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi toàn thân run rẩy cất tiếng gian xin như thể đang là trương phú gia xin đừng giết tôi đừng giết tôi thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông hắn ra tay độc ác đâm một dao vào tim ông trương cô thẩm nói mặc dù họ bịt mặt nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó do thấy hắn làm việc quá tệ nên trương phú hộ không hài lòng đã đuổi cổ hắn vì vậy mà hắn ôm hận kết bè đảng rủ nhau đi cướp của ông ngay giây phút cô thẩm nhớ lại tiền kiếp kia thì ba trăm quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều đường, thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, về hạnh nguyện từ bi của ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây phương bọn họ rất quan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu gian vọng, cô thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về, tôi thầm nghĩ nếu như tôi chọn công tác khác không biết mình sẽ ra sao tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả rút ra được rất nhiều bài học hay tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo dù sức tôi kém nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh nhân quả báo ứng không sai mảy may quan quan tương báo không bao giờ dứt hơn nữa càng báo quán thù càng sâu nặng mới đầu là giết hơn trăm người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối, trong sinh hoạt thường nhật, cần đem phiến tâm thành, đối đãi bình đẳng với tất cả. Như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ. Giết heo và quả báo rợn người Cô Hồ Thị Quý sống cùng gia đình ở một vùng quê yên ắng tỉnh Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng cuộc sống khá khổ cực khi đến tuổi trưởng thành cô kết hôn với một người cùng quê là anh trần văn thuận hai người sống với nhau có hai con gái và một trai cô mưu sinh bằng nghề mua bán heo mua bán heo vài năm kiếm được nhiều tiền khám khá nên hai vợ chồng cô kiêm luôn vừa mua heo vừa mổ thịt và bán tại chợ mọi thứ đều suôn sẻ nên hai người mở luôn một lò sát sinh một phần giết mổ lấy thịt giao sĩ một phần đem đến sạp tại chợ bán lẻ. Cuộc sống cứ như vậy được vài năm. Nghiệp báo đầu tiên xuất hiện, đó là lúc cô đang mang thai đứa bé gái. Cổ cô nổi một cục bướu, gia đình đưa cô lên Sài Gòn để mổ. May cho cô là bướu lạnh tính. Bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì về quả báo. Sau đó về lại Trà Vinh, cô vẫn tiếp tục làm heo và bán, vẫn không hề giảm giết chóc. Cô lại có thai đứa bé trai và sinh khó phải mổ sức khỏe càng lúc càng yếu ba tháng sau đó tự nhiên máu trong người cô đổ ra rất nhiều như bị băng huyết cô ngất xỉu nên người nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu tưởng chừng như không thể qua khỏi bác sĩ đã truyền máu và mổ cho cô lấy một khối u khác nữa đem ra ngoài và mai vết thương lại trong khi con trai cô bệnh liên tục một tháng bị động kinh ba bốn lần sức khỏe không tốt Kể từ thời gian này trở đi, gia đình cô luôn xảy ra chuyện. Vợ chồng bất hòa, con cái bệnh hoạn. Chồng cô có tiền sinh ra ăn chơi, nhậu nhẹt, có nhiều đêm không về nhà nên gánh nặng công việc và gia đình đổ dồn vào cô. Càng ngày tinh thần và thể xác cô càng lúc càng xa sút Nhân duyên đầu tiên giúp cô biết về Phật Pháp là vào năm 2004, cô đến chùa gần nhà thỉnh sư cô về tụng kinh tẩn liệm cho tang lễ của mẹ cô sư cô thấy gia đình giết mổ heo như vậy mới hướng dẫn cho cô về việc không nên sát sanh hại vật trong tang lễ cô nghe qua mà hết hồn vì cô sát hại tới năm con heo để những người đến phụ đám được ăn và cũng thể hiện sự có hiếu lần cuối với mẹ không ngờ lại là bất hiếu chứ không phải có hiếu sư cô giải thích với cô rằng nếu giết mổ như vậy người mất rất đau khổ sẽ bị đầu thai làm kiếp súc sinh để trả nợ, người sống cũng bị quả báo rất nặng. Cô sợ hãi nên nhờ sư cô tổ chức cúng trai tăng hồi hướng cho mẹ. Sau đó trong 49 ngày thường xuyên đến chùa để tụng niệm và nghe Phật Pháp. Cô quy y tam bảo, pháp danh Diệu Minh. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được ngày. Lúc này là chồng cô hoàn toàn giao phó việc mổ giết heo, bán heo cho cô quản lý đầu năm 2005, cô nằm mộng một giấc mộng rất kỳ lạ. Cô thấy mấy người làm đem con heo lên bàn thọc quyết rồi quăng xuống. Nhìn kỹ thì hóa ra là con trai cô. Khi cô giật mình dậy hết sức lo sợ, nhưng vẫn không nghĩ rằng điềm chim bao sẽ có ý nghĩa gì đối với nghiệp báo. Một thời gian sau nữa, thấy trong người khó chịu, cô đi khám và phát hiện bị u nang, là u ác tính, phải mổ và vô thuốc xạ trị người ốm tóc không mọc nổi. Do sức khỏe cô kém quá lại thiếu máu trầm trọng nên bác sĩ cho cô tạm về nhà nghỉ dưỡng một tuần rồi vào điều trị tiếp. Cô cứ hết bị mổ, thiếu máu rồi tiếp tục bệnh, khối u lại mổ. Cho nên hãy nghe đến từ mổ là cô sợ khiếp vía. Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng thì cô nằm mộng. Trong giấc mộng cô thấy con heo to trong vườn nhà đang nuôi. Kể từ sau đám tang mẹ thì nhà cô lúc đó chỉ còn nuôi duy nhất mình con heo này. Nó nói với cô rằng, con ơi, lại tấn mụn cho mẹ đi con, mũi cắn mẹ dữ lắm. Cô nghe rõ ràng tiếng của mẹ cô thì mới đến gần con heo. Heo lại nói tiếp, tấn mụn cho mẹ đi con, bữa giờ không có mụn, mũi cắn mẹ quá con à, mẹ đã thành heo rồi. Cô sợ hãi giật mình tỉnh giấc lúc đó là 12 giờ đêm. Sáng hôm sau, cô nói chồng cô chở cô lên vườn mà nuôi con heo. Cô vừa lên, thấy con heo to đã đẻ sáu con. Con heo nằm y hệt như lúc cô nằm mộng. Cô đến phút về heo niệm Phật mà rơi nước mắt. Chợt nghĩ đến đám tang sư cô có nói, giết heo cúng tế thế này, người chết phải đầu thai làm heo để trả nợ. Cô hết sức đau lòng. Mấy hôm sau, trong lúc cô ngồi niệm Phật, thì nghe con gái báo rằng con heo đã bỏ ăn và chết. Cô buồn bã, lo lắng, khủng hoảng và chính yếu tố này đã giúp cô quyết định bỏ hẳn nghề làm heo. Sau đó cô lên Sài Gòn điều trị tiếp. Sự đau đớn do bệnh tật hành hạ cô. Có một bữa thay vì nằm trong phòng lưu bệnh thì cô sách giỏ đi lang thang tìm một ngôi chùa. Tự dưng có một cái gì đó vô hình đưa đẩy cô bước vào một ngôi chùa ở quận 10 xin vào lại Phật cô vào gặp ngay thầy trụ trì. Không biết duyên cớ sao, cô kể hết cuộc đời mình cho thầy nghe. Thầy bảo, con có thấy gieo nhân nào gặp quả nấy không con? Chỉ đến khi bị ung thư đau đớn, mổ xẻ liên tục, trên la mới biết nỗi khổ đau của chúng sanh hàng ngày bị con hành hạ giết chóc. Nghiệp báo đến không thể trách ai, tự mình làm, tự mình chịu, làm khổ lây đến con cái ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Khi con giết con vật, nó đau đớn cùng cực. Con sợ chết, nó cũng sợ chết vậy. Nó oán hận tràn ngập và thần thức của nó cứ lãng vãng xung quanh con chờ báo án. Chỉ có tu hành niệm Phật, ăn chay phóng sanh, hồi hướng cho các chúng sanh đó thì mai ra có chút lợi ích. Nghe thầy giảng chi tiết, cô bắt đầu hiểu rõ lý do vì sao mình bệnh ung thư vì sao con cái mình thường ốm đau bệnh tật, gia đình không hạnh phúc. Cô bắt đầu chấp nhận quả báo và không rên la nữa như những bạn bệnh cùng phòng mà lo chăm chỉ niệm Phật. Khoảng thời gian vô thuốc, người nóng nảy bức rứt rất đau đớn khổ sở. Nhưng hiểu rồi nên cô nghe lời thầy dạy cố niệm Phật nhiều hơn. Sau đó bác sĩ lại cho cô về nhà dưỡng tiếp. Lần này cô thường qua ngôi chùa cô Quy Y lúc mẹ cô mất để tụng kinh Duyên đưa đến cô gặp quyển kinh nhân quả ba đời Tự dưng đọc đến trang 26 Thấy có kể những con heo Nó kể cho một vị tăng nghe Người ta giết nó làm thịt Đâm trói Làm nó đau đớn uất hận Rên la van sinh như thế nào Cô khóc và mang về cho cả gia đình xem Trước khi lên bàn mổ lần thứ năm Cô khấn quan âm Bồ Tát giúp cô có cơ hội quay trở về lại là một con người tốt không sát sanh hại vật lo tinh tấn tu hành lấy công đức để hồi hướng cho những chúng sanh từng bị cô giết hại sau khi vô đủ toa thuốc lần thứ tám về nhà từ đó trở đi cô quyết định ăn chai trường từ bỏ việc giết chóc chúng sanh tinh tấn tu hành niệm phật từ khi bỏ hẳn nghề làm heo và lo tinh tấn tu hành tâm cô không còn lo sợ, không gặp ác mộng. Chồng cô hồi trước ngang tàn thì bây giờ lại chuyển đổi đi chùa tụng kinh niệm Phật, giúp đỡ người khác. Đầu năm 2007, trên mũi cô nổi một cái mục đau nhức và to dần. Cô lên bệnh viện hòa hảo xét nghiệm thì được bảo là nang. Bác sĩ cho uống thuốc 15 ngày lên mổ lấy nang ra. Cô nghe nói nang là thấy mệt rồi nhưng đã tu hành hiểu quả báo nên chấp nhận mà về nhà niệm Phật. Mỗi lần niệm, cô đều lấy tay vuốt vuốt cái nàng đó. Cô xem quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng. Chưa đầy 15 ngày sau, có một buổi sáng, 4 giờ, cô dậy công phu niệm Phật thì không còn nhìn thấy cái nàng trên mũi nữa. Sự nhiệm màu Phật Pháp này đã làm chuyển hóa cả gia đình cô. Cả nhà giờ đều quy y tam bảo, tu hành niệm Phật thân tâm bình an, cuộc sống ổn định. Cô có đôi lời nhắn gửi đến những người đang làm những nghề nghiệp sát sinh hại vật xin chân thành sám hối những tội lỗi đã gây ra cho nhiều chúng sanh. Xin mọi người hãy chuyển nghề khác, đừng làm những nghề giết hại chúng sanh không chỉ có hại cho bản thân mình mà còn cho những người thân bên cạnh mình nữa. Nhân quả không sai đâu các vị à Tuần thức đầu tiên mùa đông năm 2009. Cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm quyền của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình mong làm giảm bớt tội dịp cho mẹ câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu kỳ lạ được nghe rồi tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại có thể giáo hóa cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay mẹ chu sĩ là bà vân bị bệnh nặng qua đời vào mùa thu năm 2009 Nói đến nguyên nhân bệnh của bà Thật khiến cho người ta phải đau lòng Là tại cô Nga Em dâu của chu nữ sĩ Cũng là con dâu bà Vân Lần đó trong lúc gây cãi Cô Nga đã khiến bà già tức mà chết Em dâu chu nữ sĩ Là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng Thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại cô nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc sau khi mẹ chồng qua đời rồi cô nga càng không có chút gì ăn năn sám hối là chị chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này vào nửa đêm ngày thứ bảy tính từ lúc bà vân qua đời chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân nên cứ nhìn chăm chăm vào chi ảnh của mẹ hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình ngay lúc đó cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi mẹ chu nữ sĩ mặc áo đi đường phía trên thân bị đeo gông xiềng lộ vẻ hết sức thống khổ chu nữ sĩ làm gan hỏi mẹ phải mẹ đâu mẫu thân cô cho biết hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ cô đến thăm cô mẹ cô đã chết rồi khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian thấy cô rất buồn hàng ngày rơi lệ mẹ cô rất đau lòng hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân ngu đầu mã diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô chu nữ sĩ vội vàng hỏi mẹ ơi mẹ nói dòng hương đài và tướng quân ngu mã gì con nghe con nghe mà không hiểu gì hết lúc đó mẹ của cô nói rằng dòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian tướng quân ngu mã là ngục tốt ở âm cung cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội mẹ ơi vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả dung ơi chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà nhưng thực ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con ông nội con đã sớm qua đời Bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ Nhưng hãy bà nội con có làm chút gì trái ý Khi mẹ không vừa lòng Là mẹ liền trách mắng Đến nỗi sau này Bà nội con mỗi khi thấy mẹ Để run sợ như chuột gặp mèo Ngay cả thở mạnh Bà cũng không dám Mẹ thấy vậy rất đắc ý Cảm giác trong nhà này mình là chủ Rất oai phong Nói gì ai cũng phải nghe có một việc con không hề biết Nguyên nhân bà nội bệnh đó, Chính là do mẹ gây ra đó Ngờ đâu Lần bệnh ấy bà nhập viện và quá đời luôn Bà bị mẹ làm cho tức bà chết đó Phật mẹ Lúc sắp lìa đời Khi mẹ nhìn thấy ngu đầu mãi diện đến đóng gông mẹ Mẹ đã kêu to rên rỉ Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác Kết quả là Mẹ bị họ bắt hồn đem đi xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề có ngờ đâu chẳng hiếu kính như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời lại bị hành tội khổ sở như vậy mẹ ơi mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện sau đó qua đời hả lúc này thình lình chồng chú nữ sĩ xuất hiện ông từ trong phòng bước ra hỏi em đang nói chuyện với ai vậy là mẹ đó anh Mẹ đang về nè Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần nay buồn Nhớ mẹ dữ quá Cho nên sinh ra ảo giác đó Không phải mà Hôm nay là đêm vong về Là ngày mẹ được đến thăm em Em đang trò chuyện cùng mẹ Anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không Anh không có thấy gì hết trơn á Mẹ ơi Tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ Dung à Đúng là nó không nhìn thấy ta Số con cũng khổ Phụ thân con thật sự đã làm khổ con Vì gả con cho người chồng như vậy Chồng con là kẻ bất thiện Lúc này Ông chồng của chú nữ sĩ Đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng Cô không chịu đi Đột nhiên Chồng cô hét to lên một tiếng Ôi mẹ ơi Lộ gia kinh hãi Như vừa gặp phải quỷ Và chạy thẳng về phòng bình. Cụ ngơ ngác hỏi Mẹ ơi Mẹ sao rồi Chợt Cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa Cảm tạ các tướng quân ngưu mã Xin hãy cho phép tôi Nói với con gái tôi cho xong chuyện Chồng con bị hai tướng quân ngưu mã Dọa chạy rồi Hiện giờ nó đang hãi hùng Nằm trùm mền rung lập cặp kìa Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu Mẹ ơi Chẳng phải mẹ bị họ dùng xì xích trói hay sao Vậy thì vì sao Họ lại giúp mẹ và con chứ Chà Đây là trách nhiệm của họ Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra Để sau này Con thông báo cho mọi người biết Khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào Mẹ hy vọng thông qua chuyện này những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi nếu không tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này tương lai mẹ còn phải vào cháu dầu thọ tội nữa mẹ mẹ nói sao cháu dầu hả con có nghe nhắc đến nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao con à chẳng phải truyền thuyết đâu những người ác không tin nhân quả cho nên họ một bề đã kích địa ngục bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi từ hôm nay trở đi con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu mẹ vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả <laughs> Tội của ông không nhẹ đâu Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng Ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta Ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt Khuyên giải hai bên mới đúng Ông cũng là đại bất hiếu Vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng Thì ông nên trị cho ta một trận Thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ quỷ thần cũng sẽ kính phục ông tất cả đều là tại ông dung túng hết ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy đối với những đứa con bất hiếu hình phạt trị tội là rất nặng bà còn mấy năm trước bị trúng gió bán thân bất toại cũng là bị trừng phạt đó hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa đáng sợ quá nhưng như vậy không đúng rồi chị hồi mẹ ở dương giang ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà giống như hồi năm ngoái đó giếng châu bị động đất chẳng phải mẹ đã đóng góp năm trăm đồng hay sao như vậy đâu thể tính mẹ là người ác được vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt con à như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là gì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu. Lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi. Và có ghi rõ hết. Ngục Quang nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít. Phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối. Cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời thì người ác đâu còn bị trói buộc gì chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi nếu như vậy trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao con à không có dễ dàng như vậy đâu con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi con vì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt mẹ không ngăn cản nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện kinh quý còn nữa con nên phóng sinh cho nhiều. Như vậy, thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, phán quan nói con cùng Phật giáo có duyên. Trải qua những việc trong hôm nay rồi, á từ đây về sau, con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lây đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc dung à giờ đã đến lúc đi rồi tướng quân ngưu mã đang hối thúc mẹ kìa mẹ phải đi đây mẹ ơi sao con không nhìn thấy các tướng quân ngưu mã ôi trời ngốc ơi ngàn vạn lần con không nên thấy họ vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác những kẻ xấu làm ác rồi chết thì sẽ có ngại thấy họ ngay được rồi mẹ ơi cô nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn mẹ an tâm mà đi nha chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác răng nhắc những người con bất hiếu cô nói với tôi chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào thì xin hồi hướng phước điện này đến mẫu thân chu nữ sĩ cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Đắc lạc. Đắc lạc.